ba cái sự thật mà bị hiểu nhầm bởi các cái chủ đầu tư mà khi những cái người mà khi đi mua các khung nhà xưởng cũ ấy. Thứ nhất đó là mọi người có hiểu nhầm là những cái khung nhà thép cũ như thế này ạ, thì sẽ có cái giá thành nó giảm xuống từ là 50, 40, 50%, giống như là một số các cái bên anh chị làm cái khung nhà thép cũ này người ta quảng cáo đấy anh chị. Thì cái sự thật đấy là không phải nha anh chị nhá. Những cái khung mà nếu như cùng về thiết kế và sau này khi mà sơn sửa làm hoàn thiện lại thì nó chỉ tiết kiệm đâu đó khoảng từ 20-25% thôi. Thứ hai là mọi người nghĩ là mua theo kg ấy, thì thường là sẽ rẻ hơn so với là mọi người mua theo mét vuông. Nhưng mà cũng không phải các anh chị ạ. Thường là những cái nhà rất là to, rất là dài, rất là nặng, hoặc là những cái thép nó không dùng vào việc gì cả, người ta mới bán ra kg. Do vậy là mọi người đừng cứ nghĩ là mua theo phương pháp nào cả. Quan trọng nhất là cái thiết kế đó có phù hợp hay không, và cái đã phù hợp hay chưa, và cái tổng giá tiền nó là bao nhiêu. Cái sự thật thứ ba mà cái công trình nào cũng có thể sử dụng cái thép cũ được, không phải, nó chỉ một số công trình nó mới có mang lại cái hiệu quả về mặt đầu tư, về tiết kiệm hơn, về kinh tế hơn.